Ngày 15 tháng 3, mọi sự của Chúa Giêsu được ban cho chúng ta. Cuộc sống chúng ta được tiền định để nên giống cuộc đời Chúa Giêsu. Toàn bộ mục đích sứ vụ của Chúa Giêsu là để đưa chúng ta về nhà Cha. Chúa Giêsu không chỉ đến để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi và sự chết. Ngài cũng đến để dẫn đưa chúng ta vào trong sự mật thiết của sự sống Thiên Chúa nơi Ngài. Thật khó để chúng ta hình dung điều này có nghĩa là gì. Chúng ta thường có xu hướng nhấn mạnh khoảng cách giữa Chúa Giêsu và chúng ta. Chúng ta thấy Chúa Giêsu là con Thiên Chúa toàn tri và toàn năng, là đấng không thể tiếp cận được vì chúng ta là những con người tội lỗi, đổ vỡ. Nhưng nếu suy nghĩ như thế thì chúng ta quên rằng Chúa Giêsu đã đến để ban cho chúng ta sự sống của chính Ngài. Ngài đến để nâng chúng ta lên vào trong cộng đoàn yêu thương với Chúa Cha. Chỉ khi chúng ta nhận ra mục đích triệt để của sứ vụ của Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa của đời sống thiêng liêng. Tất cả mọi sự thuộc về Chúa Giêsu được ban cho chúng ta để nhận lãnh. Tất cả những gì Chúa Giêsu làm, chúng ta cũng có thể thực hiện.